Nhà 4 tầng thì anh em sẽ lắp cho mình ít nhất là 4 bộ nhá. Còn không phải tầm 3 bộ anh em ạ. À. Tức là mỗi tầng anh em sẽ lắp một bộ thì cái dòng wifi nó sẽ có tính năng rất là mạnh này. Nó sẽ có tính năng là roaming chuyển vùng. Anh em lắp 4 bộ ở 4 tầng, anh em đi đến tầng nào có sóng wifi ở tầng nó mạnh hơn tự động nó chọn cho anh em nhá. Là thứ nhất, thứ hai là tính năng mét khi anh em lắp từ 4 bộ cho 4 tầng thì sóng tượng nó sẽ nhân 4 lần lên. Anh em đứng chỗ nào trong nhà cũng thấy sóng thôi. Dòng này thì trang bị cho anh em là 6 dâu wifi bên trong nhá. Chuyên lắp ốc trần anh em nhìn dâu này. Đấy thấy chưa? Vừa dâu vừa tản nhiệt to chưa? Đấy. Hàng trước khi gửi đi bao giờ bên mình cũng sẽ gọi điện cho anh em để thông báo là anh em muốn cài tên wifi mật khẩu, cấu hình ra làm sao để bên mình cài sẵn anh em nhá. Đây là dàn anh em mình đang cho anh em xem là cài này. Đấy, thành ra là anh em sẽ đảm bảo hàng lúc nào cũng chạy được và thứ nhất thế thứ hai là hàng đến nơi anh em được quyền cắm thử nhá vô tư chạy cho thoải mái và còn chắc chắn là chạy luôn chỉ có anh em nhà dây mạng nó kém thôi anh em ạ dòng này là phải sử dụng dây cát 6 hoặc cát 5 e anh em đấu cho mình dây chuẩn 8 lõi anh em nhá bấm chuẩn b nhiều anh em là cứ về bấm bấm chuẩn a sau đó là bấm gây bốn lõi nữa, nó không chạy đâu bởi vì dòng này này nó có hỗ trợ cổng poe anh em ạ nó cần phải dây 8 lõi chất lượng nhá thì chạy mới ổn định được Đấy, hỗ trợ PoE này, Lan 1000 này hai băng tần, 2.4 và 5G Đấy, cực kỳ to, và hoành tráng luôn